Xin chào quý khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi xem xét chi tiết của cỗ máy Grand Seiko Heritage Phone Hybrid 36000 SBGH273. Vào mùa hè năm 2019, thương hiệu Grand Seiko đã mang đến một bộ sưu tập đồng hồ được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ. Không được sản xuất giới hạn, 4 mô đồ được tung ra nằm trong bộ sưu tập Heritage giàu truyền thống là đại diện cho 4 mùa trong năm, xuân, hạ, thu, đông. Trong khi bộ vỏ thép không gỉ ở cả 4 mẫu đồng hồ đều được giữ nguyên thì mặt số của dòng đồng hồ mới ra hiện lên với những màu sắc ứng với từng mùa. Màu xanh lá đại diện cho mùa hè, màu trắng thuộc về hai mùa xuân và đông. Thì với mùa thu, thương hiệu đã sử dụng gam màu xanh thẫm đại diện cho đêm trời thu trong xanh và lộng gió. Mẫu đồ dành cho mùa thu có mã hiệu chính xác là Grand Seiko SBGH273 và hiện chiếc đồng hồ này có mặt tại Gia Bảo Luxury. Chất liệu làm nên mẫu đồng hồ này là thép không gỉ, tương tự những mẫu đồ khác xuất hiện cùng thời điểm. Kích thước của mẫu đồng hồ này là 40mm x 12,9mm, còn kiểu dáng là lấy thiết kế từ mẫu đồng hồ xuất hiện năm 1967. Thiết kế bộ vỏ cơ bản của 62GS đã trở thành biểu tượng của thương hiệu Grand Seiko. Nó có những đường nét nổi bật và bề mặt được làm sáng bóng bởi kỹ thuật mang tính truyền thống, đó là Gyatso. Khác thiết kế vỏ của 62GS, thương hiệu Grand Seiko đã tái thiết kế lại phần càng nối dây với một chút sắc nhọn kéo dài xuống mối nối để phù hợp hơn với dây đeo kim loại thể thao. Để tăng khả năng xem giờ trên mặt số, thương hiệu cũng đã phủ lớp chống lóa lên mặt kính sapphire của mẫu đồng hồ này, nên cuối cùng bóng của chúng ta chỉ có thể hiện lên trên phần vát bóng của bộ vỏ hay dây đeo mà thôi. Tạm rời xa bộ vỏ của Grand Seiko SBGH273, chúng ta sẽ tiến vào mặt số của mẫu đồng hồ này. Sự hoàn thiện của mặt số đồng hồ từ thương hiệu Grand Seiko luôn nhận được sự tán dương nhiệt liệt về mặt hoàn thiện. Cụ thể thì mẫu đồng hồ này có mặt số xanh thẫm, song khi được chụp với ống kính macro, những đường vân xếp loạn mới được trông thấy rõ. Chúng có độ cong vừa phải và xếp chồng lên nhau, chứ mặt số không hẳn là một màu xanh lì hay được trải tia. Cần một chiếc kính lúp và một chút ánh sáng chiếu tới, hệ vân này sẽ hiện lên trước mắt bạn. Nhưng đó chưa phải điểm khiến giới mộ điệu yêu thích mặt số đồng hồ Grand Seiko nói chung và chiếc Grand Seiko SBGH273 hiện tại mà chúng ta nhắc đến. Điểm cốt lõi trên mẫu đồng hồ này là sự hoàn thiện của các chi tiết trên mặt số đồng hồ. Với kỹ thuật đánh bóng Gyatso, bộ kim hay là cọc chỉ giờ đính nổi trở nên thêm phần sắc nét hơn. Những phần vát bóng được hoàn thiện kỹ lưỡng và sáng, nổi bật trên mặt số, hay thậm chí logo thương hiệu được đính nổi trên mặt số cũng mảy may xuất hiện, không có một tí vết. Cùng tông màu với logo thương hiệu, kim dây xuất hiện trong tông màu vàng sáng bóng và không phá hỏng tổng thể thiết kế của mẫu đồng hồ này. Hiện lên ngay trên mặt số là dòng chữ Automatic Hybrid 36000, điều tiết lộ bộ máy đang cung cấp năng lượng cho cỗ máy mang mã hiệu SBGH273. Mẫu đồng hồ này được trang bị bộ máy tự động 9S58 với tính chính xác gấp 10 lần bộ máy thông thường. Gõ 36.000 nhịp trong 1 giờ, bộ máy 9S58 có thể đảm bảo cho chiếc đồng hồ này vận hành trong vòng 55 giờ đồng hồ với sai số là cộng 5 trên trừ 3 giây một ngày nếu không đeo đồng hồ, và cộng 8 trên trừ 1 giây một ngày nếu đeo thường xuyên. Grand Seiko Heritage Phone Hybrid không chỉ là một mẫu đồng hồ có thiết kế đẹp mắt, đây là một thiết kế đáng chơi, đáng để thử trong ngành công nghiệp đồng hồ. Có thể kháng từ với mức 4.800 AM nên có thể đảm bảo sự chính xác trong những nơi có từ trường. Khả năng kháng nước của chiếc đồng hồ cổ điển này là 100m, một con số khá ấn tượng so với nhiều chiếc đồng hồ dress watch khác. Và là những thông số ấn tượng đúng không nào? Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury có hài lòng với những thông số này hay không? Hãy để lại bình luận của mình để cùng trao đổi với chúng tôi ở phía bên dưới video này nhé. Đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.